hoàng hôn, chuẩn bị lặn trên biển Hồ Tràm của em. Cano đang lướt sóng. Wow, quá nhanh, đi xa qua mặt luôn. Hồ Tràm chiều nay đẹp lắm, Hồ Tràm ơi. Minh Dũng xin gửi lời chào đến tất cả những người thân thương yêu thích Hồ Tràm, bãi tắm công cộng quê Minh Dũng. Chiều thứ Bảy, 17 tháng 2 năm 2023, tại biển Hồ Tràm. Đoạn này thì sóng hơi to, hơi lớn, nhưng mà tắm vẫn đón được sóng biển. Bãi biển rất yên lành, cát thoảng, không có hố sâu lỗ sâu, trẻ em tắm rất là an toàn, có đội cứu hộ hẳn hoi. Hồ Tràm biển quê em chiều nay đẹp quá. Thường vào sáng thứ Bảy thì khách cũng đông, nhưng mà không bằng buổi chiều. Và từ chiều thứ Bảy tắm đến khi nào ban quản lý các khu du lịch của huyện thông báo đã hết giờ tắm biển thì bắt đầu khách du lịch sẽ lên thưởng thức hải sản hoặc về phòng nghỉ đi ăn tối. Qua ngày mai sáng chủ nhật, trời chưa sáng là biển Hồ Tràm ngập người luôn, vui lắm. Có cano, có tàu chuối, với lại một điều là nơi đây bãi biển thoảng dài, trải dài, rộng. Thấy thiếu nhi, em bé trẻ thơ tắm tuyệt vời. Hồ Tràm biển gọi, có cái cổng các cô trung nữ đang đứng đấy. Chỗ này Hồ Tràm biển gọi để ghi lại những tấm hình đẹp. Còn đây bãi tắm công cộng Hồ Tràm càng ngày càng đẹp. Rất là vui là mình người dân xuyên mộc và biển Tàu. Về xuyên mộc và biển Tàu, biển Hồ Tràm này từ năm 1975, và bãi tắm công cộng này đổi mới từ năm 2022 khi có phố đi bộ, có lối đi sát bờ biển, rồi các dịch vụ ghế bố dù được quy củ lại thành phân khu, và khách du lịch tự nói cho truyền miệng cho nhau nghe. Hồ Tràm đặc biệt là đây là bãi tắm công cộng nên là không có mất tiền vào vé, chỉ là chạy một chiếc xe 7 chỗ, 4 chỗ xe du lịch tới, rồi gửi xe mấy chục ngàn thôi, rồi mọi người ra tắm thoải mái luôn. Rồi có lên ăn hải sản thì ngồi ghế bố 50 ngàn một ghế bố, có dù ngồi thoải mái, ngồi một buổi luôn cũng được, rất là vui luôn. Đó, cano đang chạy trên biển á. Dũng có cảm giác đi cano 2 lần rồi, nó vui lắm. Gặp mà tay lái mà xỉn á, lướt sóng mà hơi lắc léo xíu á thì mình cũng hơi run xíu, mà tay lái mà chạy chỉnh chu á thì vẫn thích lắm. Nhưng mà có cái chiếc tàu chuối này là màu vàng á, là chiếc tàu chuối nó chở được 7 người luôn, rất là vui, rất là thích nè, từng cơn sóng vô nè, biển đẹp, biển sạch. Dũng có trao đổi cũng như làm quen một số du khách, đông nhất là tỉnh giáp ranh cận kề với Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh Đồng Nai, là khách về đây đông nhất từ Xuân Lộc, Long Khánh, Long Thành, thành phố Biên Hòa về đây rất là đông. Rồi tiếp đến là Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh miền Tây. Bình Thuận thì có biển rồi thì không có vô đây, chỉ ngược lên Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh miền Tây, Long An với Tiền Giang về đây rất là nhiều. Dũng sinh ra ở Cần Thơ thì thỉnh thoảng Dũng cũng về du lịch ở miền sông nước Cần Thơ, nhưng mà không gì bằng biển. Tắm biển rất nhiều tác dụng,
chống nước biển, rất nhiều tác dụng cho sức khỏe. Trước hết là bệnh ngoài da từ từ là sẽ biến mất hết, rồi làm cho chúng ta ăn ngon, ngủ ngon, vui tươi, chỉ có cười thôi mà rất là vui. Cano đang lượn hai chiếc nè, đây đẹp chưa, cano lượn trên biển đó, biển trong xanh đẹp quá. Một cái chiếc hơi biểu diễn nha. Chiếc này nè, chạy nhanh nè. Đó. Sắp hết giờ tắm biển thì có thông báo của ban quản lý các khu du lịch, rất là trật tự, có đội cứu hộ rồi nhập dọc theo các bờ biển. Cano đã cập bờ rồi, sẽ thông báo là đã hết giờ tắm biển, hoặc là du khách có ra hơi xa thì ban quản lý các khu du lịch cũng có lo phát thanh gọi không được ra xa nữa. Đây bãi biển như thế này ai lại không thích tắm, thiếu nhi chơi nè, nó lại ra đây là nước đang lên, còn nước mà trong nước rồng ra thì ra được tới cả 100 mét ngoài xa, nguyên một bãi cát dài, chơi đá banh sân người lớn cũng được, tất cả các trò chơi dân gian đều chơi ở đây được. Sáng nay Dũng có quay một cái phim từ thị trấn Long Thành đó, về nhảy dân vũ, những nhân vũ cũng có đăng lên đó, nhưng mà nhảy dân vũ mở cái nhạc nền nhạc ngoại á thì khi mà đăng lên YouTube thì bị khiếu nại bản quyền, không có đăng được. Còn dân giả như thế này Dũng để như vậy đăng cũng được, hoặc là lồng nhạc không bị bản quyền, lồng nhạc không bị bản quyền để vừa xem để có cái âm thanh hay. Và buộc đây là phố đi bộ là đấy hàng dừa, phố đi bộ từ đây ra đường ven biển chỉ có hơn 100 mét hay 150 mét. Tuyệt vời. Ai cũng cười, ai cũng vui, gia đình đi rất là thích, mấy đứa trẻ nó chơi rất là hồn nhiên. Đây gia đình mua phao, ở nhà có phao đem theo, có phao đem theo là tuyệt vời nhất. Ở đây cũng có cho thuê phao mà ít thịt, gần như là gia đình đem phao theo. Thoáng xa xa có một người khách nước ngoài đang rất là vui vẻ với một người tại thị trấn Phú Vũ và tôi, rất là nhí nhảnh, trên tay cầm một cái lon bia mà rất là vui đó, quá hay à. Cảnh tượng này ai là mà không thích, tuyệt vời luôn. Cảm ơn đã xem video của Minh Dũng chiều thứ bảy 17 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn rất nhiều. Muốn biết thêm về bãi tắm công cộng Hồ Tràm, cứ alo cho Minh Dũng lên đi chơi, đập phòng như thế nào, ăn hải sản như thế nào, giúp được Minh Dũng sẽ giúp cho du khách thân thiện, trân trọng.